Thưa quý vị, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh tiếp tục gia hạn thời gian giãn cách xã hội dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Trước tình hình đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đề nghị các địa phương tập trung huy động thêm nguồn nhân lực ở cơ sở để việc thực hiện chính sách hỗ trợ được kịp thời, không để ai bị bỏ sót, đồng thời tăng cường tà soát niêm yết công khai, thẩm định danh sách người lao động tự do trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tránh xảy ra sai sót tiêu cực. Sở Lao động Thương binh Xã hội đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung nhóm đối tượng được hỗ trợ là người làm thuê trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đối tượng lao động tự do không thường trú, tạm trú nhưng đã sinh sống làm ăn trên địa bàn tỉnh trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ tư. Đồng thời cho phép các ngành địa phương chủ động điều tiết nguồn kinh phí đã được phân bổ hỗ trợ người lao động có hợp đồng nhưng chưa chi sang hỗ trợ cho lao động tự do đang phát sinh dược dự toán sở lao động thương binh xã hội cũng đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung thêm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ là người dân tỉnh bà rịa vũng tàu đang học tập làm việc tại các tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đồng thời có chính sách hỗ trợ cho đối tượng là người già trẻ em người có hoàn cảnh khó khăn trở về địa phương